Rồi giờ cái mình sẽ làm cái cung dây. Giờ cung dây coi như AutoCAD có. Và Dạ. nhớ là phải nét liền này đúng không? Dạ. Rồi sau đó mình phải vào file. Mình chọn export. Dạ. Và mình sẽ chọn cái logo là EAM. Dạ. EAM. Mình đặt tên. Thì đối với công trình này mình đây này. Đây là cái lắp ráp. Cái lan can chính là cái ráp ráp số 1 của cái thư mục này. Thì điều mình như là AS, AS chính là assembly 1, assembly 1. Nhưng mà cái này là cái khung dây. Khung dây nên nó chỉ là cái tham chiếu thôi. Mình thêm vô cái chữ R, reference. Như vậy mình biết là nhìn vô đây mình biết là cái sản phẩm, cái chi tiết này là cái tham chiếu của cái ráp ráp kia. Hiểu hiểu mấy rồi nha. Để sau này coi. Mình luôn. Nó mới hỏi là chọn những cái đối tượng ở xung quanh. Xong ha. Rồi khi mình thấy ở đây hiện lên chứng tỏ là chứng tỏ là đã xuất ra rồi, nhờ nó xuất rồi, nhờ mình làm lên enter thì tạm thời tôi tắt cái công trình này đi và project đúng không? Rồi mình chọn nail, nail project và mình tiếp tục chọn cái nơi giữ đó. Ví dụ nó là tôi thử thư mục riêng cho cái công trình đó rồi à, ví dụ cái sản phẩm này okay. Copy vào cho nó nhanh vô đây chọn tên B rồi điền tên cái sản phẩm này mấy cái chữ cuối luôn tạo cho cái project này rồi nhận hết rồi finish. Giờ mình vào mail mình chọn cái gì mình check đúng không sau mình chọn là standard EAM rồi mình lưu lại luôn mình lưu với tên gì tên là tên là viết khoa ha chèn cái chi tiết thì mình sẽ chèn cái file này lấy import cái file mở lấy cái chi tiết này luôn mở lên rồi để mặt bằng này luôn rồi tiếp tục nha xác định một cái điểm à. Vậy lúc này không gian mình có rồi khỏi cần ra vẽ nhưng mà nó có nhược điểm là không có điều chỉnh được nha không có điều chỉnh được rộng ra sử dụng cơ sở dữ liệu đã có mà rồi bắt đầu mình lưu lại làm được cái gì thì lưu lại cái cũ bây giờ mình chèn nè nên tôi chèn là để theo đúng cái tiêu chuẩn thép tiêu chuẩn thép thống nhất tiêu chuẩn thép nào gì mình sai đúng không đó mình chọn insert insert thì chọn hết tiêu chuẩn là in đi. Bây giờ mình xem trên AutoCAD là nó sử dụng cái gì? Nó sử dụng cái ống. Ống. Ống này nó đang được thiết kế theo tiêu chuẩn tí. Ống này cũng 14 nghe. Thì dày bao nhiêu? 13. Dày 4 đi. Dày 4 đi. Vậy giờ mình coi thêm này. Tắt cái kia, tắt cái kia, tắt cái kia, tắt cái kia, tắt thì mình vô cái mục thay là thay là ống này rồi chọn ống 42 42 đây 42.4 là nó làm cầu đó 42 4 đi ok rồi mình mới vào chèn vô đúng không nhưng mà mình phải xem cái khung dây mình ở dưới à ống ở trên đó với cái ống rồi vậy thì mình sẽ qua đây ống ở dưới này TTT hơi thực tế giờ mình xem đằng này à, vậy nó sai rồi ở trên đúng không trên mình đặt cái nhau này nó 180 độ rồi à, rồi chọn vào đây vậy hết rồi đúng không à, ok như là xong cái ống tiếp tục à, mình làm cái này thế là ngày nào mình có việc đó
thêm cho nó cũng được. Dễ thêm này nhiều thì dễ thêm, còn không á mình tí nữa tôi sẽ chỉ em cái xem về trước mắt nghề chứ tí tôi sẽ đem sở thôi những tình huống cũng cũng hay rồi. Và tiếp tục ống của mình, ống này là ống bao nhiêu? 21 cái này là 20 thì mình tìm coi mình tìm nó gần 20 không, vì vậy đeo ống 20 ống 21 rồi. Nhiều bài dạy thì mình xem ngày dạy nhiều nhất đúng không? Vì có khi người ta sẽ kêu vậy thì khối lượng của cái này bao nhiêu mình khai báo đúng là khối lượng sai, nó cho sai lệch trong sai lệch ship lên 2.9 ống 51 2.9 thì ở đây nó có ống 21 vì cái trong kia là tiêu chuẩn thì tiêu chuẩn ý ống 51 2.9 này rồi dưới ở trên ta lên trên thì mình xem tiếp, xem trên tháp đúng vậy trên vậy thì cái ống mình phải nằm dưới đây là trên hay dưới này thì phải xem nằm nhà làm gì mà còn sai chữ được đúng không, vậy giờ nó phải đúng không. Mình xem tiếp, xem gì? Nó nằm theo hướng nào đúng không? Đây, trước hết luôn, trên hết, trên dốc hết. Xem, xem. Nhưng mà nó nằm ở mép, mép luôn. Đây, này là sai nè. Này mới đúng không? Thank you.
anh xem đây. Được. Vậy thì mới nãy là mình thiếu cái anh này, cái anh này giờ mình điều chỉnh ở đâu nó khác luôn, điều chỉnh nó khác, copy của này nè, copy của này lên đây. Sau đó mình lại xuất lại chữ này đúng không? Dạ. Nhưng mà mình ghi thêm một chữ nữa, chữ A nhỏ thì chứng tỏ là cái này tham chiếu nhưng mà bị hiệu chỉnh lần thứ nhất. Dạ. À, hiệu chỉnh lần thứ nãy là không hiệu chỉnh, lần này bị hiệu chỉnh lần thứ nhất. Mình nhìn vào mình sẽ biết đi, mình không lưu trùng tên được. Rồi bắt đầu mình qua đây, mình sẽ làm gì, mình đang điều chỉnh không dây đó, mình kích chuột phải nè, mình chọn không của hình nè, mình chọn tiếp ngay nè, mình chọn lại cái hình này nè, ok, ok, thì lúc này nó sẽ hiện lên, để mình đi nha, thấy nhìn hơn. Thank you.
chìm chìm đi chìm đi xong được cái nước mà nó còn cái gì nữa.